Yes! Free Fire Max còn có thể đăng ký để tải trước. Let's go.
đây. Tại cái game này, cái game Rise of the Kingdom này, nó đang được giữ một cái thứ hạng rất là cao trên App Store cũng như là trên Google Play. Thì như mọi người có nhìn mình để ảnh ở trên đó là mọi người thấy không? Đấy là cái chất lượng và đánh giá của người dùng. À đúng rồi, à, mỗi một cái nền văn minh nó sẽ có một cái một năng cũng như là có mỗi một cái điểm mạnh khác nhau. Như mọi người nhìn thấy ví dụ như kiểu ở cái nền văn minh là La Mã thì nó sẽ được tăng sức phòng thủ của bộ binh lên 5%, tốc độ hành quân của lính lên 5% và tốc độ thu gom thức ăn lên 10%. Đó, còn nếu như một cái nền văn minh Rise of Kingdoms, download for free. Thank you.
Louder.
Hey.